Một buổi sáng trong lành, khi ánh mặt trời ban mai len lỏi qua những dãy núi xanh biếc, trong một ngôi làng cổ, bà Lý, người đang giữ báu vật của gia tộc, đang nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp gỗ cổ xưa. Bà kể về ngọc bội, một viên ngọc lấp lánh, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngọc bội không chỉ là một viên đá quý, bà Lý chia sẻ, nó chứa đựng những câu chuyện, những kỷ niệm của chúng ta. Nó là nguồn sức mạnh tinh thần, làm cho gia đình của chúng ta mạnh mẽ và được bảo vệ. Theo truyền thống, ngọc bội mang những vẻ đẹp về hình thức và chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc. Nó được coi là biểu tượng của sự trường thọ, sức mạnh và sự may mắn. Những viên ngọc bội đã được chế tác tinh xảo, kết hợp với những chi tiết truyền thống, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Trong thế giới lịch sử của Trung Quốc xa xưa, có một truyền thuyết kể về những món đồ chôn cất bằng ngọc bích. Những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, thế giới văn hóa Trung Quốc chỉ coi chúng là những câu chuyện huyền bí, những dòng ghi chép đầy mơ hồ trên những tờ giấy cổ. Nhưng mọi sự nghi ngờ và tò mò cuối cùng đã được sáng tỏ vào năm 1968. Khi hai bộ quần áo ngọc bích hoàn chỉnh xuất hiện trong những ngôi mộ cổ chứa bí mật của một thời đại đã qua. Đó là khoảnh khắc lịch sử quan trọng khi con người chứng kiến sự hồi sinh của những tác phẩm nghệ thuật từ nhiều thế kỷ trước đó. Những bộ đồ bằng ngọc này không những là bức tranh lịch sử sống động mà chúng là những tác phẩm nghệ thuật, bởi có hàng nghìn miếng ngọc được kết nối với nhau bằng những sợi chỉ vàng. Mỗi bộ đồ bằng ngọc bích như vậy thể hiện sự khéo léo và tài năng của người tạo ra nó, khiến cho những người ở thế giới hiện đại của chúng ta phải tự hỏi vì sao họ có thể khéo tay và giàu có đến như vậy. Qua những năm tháng, những bộ đồ bằng ngọc bích xuất hiện ngày càng nhiều thêm. Chúng cho thấy rằng trong thời kỳ nhà Hán, những người quý tộc giàu có đã thể hiện sự quyền lực của mình không chỉ ở trong kiếp sống đó của họ, mà họ còn muốn mang sự quyền lực và giàu có đó sang kiếp sau. Nhưng cũng như bao tác phẩm nghệ thuật quý báu khác, số phận của những bộ đồ ngọc bích này không tránh khỏi bàn tay của những kẻ trộm. Mỗi lần một ngôi mộ cổ được phát hiện, niềm hạnh phúc của sự khám phá lịch sử thường đi kèm với những lo sợ rằng những kiệt tác này sẽ mất đi mãi mãi. Có nhiều bộ đồ được làm bằng ngọc đã mất tích trong thời gian và lịch sử, chờ đợi để kể lại những câu chuyện của chúng thêm một lần nữa. Trong thời kỳ đồ đá mới, người Trung Quốc đã tận dụng một loại đá quý được gọi là ngọc lam để sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tinh tế và sử dụng nó trong những nghi lễ trọng đại của mình. Ngọc lam được biết đến trong tiếng Anh là nephrite, là một loại đá quý có nguồn gốc từ khoáng chất. Khi được đánh bóng, bề mặt của ngọc lam trở nên sáng bóng, tương tự như là thủy tinh, tạo nên một hiệu ứng lấp lánh. Điều này đã làm cho ngọc lam trở thành một nguồn cảm hứng không ngừng cho những nghệ nhân, những nghệ sĩ của Trung Quốc trong thời kỳ đó, đồng thời đánh giá sự cao quý và đẳng cấp trong văn hóa nghệ thuật của họ. Ngọc bích, trong tiếng Anh được gọi là jade, mặc dù ngày nay ngọc bích rất phổ biến và được đánh giá cao ở trên thế giới, nhưng thật sự nó chỉ trở nên phổ biến từ thế kỷ thứ 18 trở đi. Trước đó, người Trung Quốc đã tập trung chủ yếu vào việc sử dụng ngọc lam cho những tác phẩm nghệ thuật và những vật phẩm trang sức. Tuy nhiên, cả hai loại đá quý này đều nổi bật với vẻ ngoài độc đáo và màu sắc không giống bất kỳ loại đá nào khác, mang đến sự tinh tế cho mọi tác phẩm. Điều đặc biệt làm nổi bật cho ngọc lam và ngọc bích là độ bền, độ cứng và trọng lượng của chúng. Những đặc tính này đã làm cho chúng trở thành những vật phẩm quý giá, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì khả năng chịu đựng và giữ giá trị theo thời gian. Cả hai loại đá quý đều rất đẹp và có màu sắc khác với màu xanh lá cây thông thường. Ngọc bội trong văn hóa của Trung Quốc
không chỉ là những mảnh đá lấp lánh mà còn chứa đựng những giá trị tinh thần sâu sắc và có ý nghĩa lớn trong việc tôn vinh sự dũng cảm và hoàn thiện về mặt đạo đức của những người ưu tú. Nó chính là biểu tượng của vẻ đẹp ngoại hình và còn là niềm kiêu hãnh của những người sở hữu, đặc biệt là những người có địa vị và quyền lực ở trong xã hội của Trung Quốc. Ở trong lịch sử, có rất nhiều những ví dụ về việc sử dụng ngọc bội như là một biểu tượng của quyền lực và vị thế ở trong xã hội. Trong các ngôi mộ cổ từ thời kỳ nhà Hán, những cuộc khai quật đã mang đến những phát hiện về cách mà người cổ xưa đánh giá giá trị của ngọc bội. Ngọc bích là một loại đá quý có độ cứng cao. Do đó, để có thể chế tác được ngọc bích, các nghệ nhân thời kỳ đồ đá mới đã không sử dụng đá để có thể chạm khắc. Ở trong lĩnh vực đá quý, độ cứng là một đặc tính quan trọng được đánh giá bằng thang đo độ cứng Mohs. Ngọc bích có độ cứng cao trên thang điểm Mohs, vượt qua nhiều loại đá khác, bao gồm cả đá granite, thường được sử dụng ở trong xây dựng. Vì độ cứng cao, ngọc bích đã trở thành một trong những loại đá quý khó bị trầy xước và chống lại sự mài mòn. Tính chất này đã làm cho nó trở thành vật liệu khó chế tác, đặc biệt là khi so sánh với các loại đá khác có độ cứng thấp hơn. Cho nên các công cụ chạm khắc thời kỳ đồ đá mới có lẽ không có thứ gì đủ cứng cáp để có thể chạm khắc hoặc là đục ở trên những miếng ngọc bích mà không làm cho công cụ đó bị hỏng. Do đó, việc chế tác ngọc bích và điêu khắc ở trên ngọc bích đòi hỏi một kỹ thuật khác chuyên nghiệp hơn, và thậm chí nó có thể đòi hỏi sự sáng tạo trong việc sử dụng công nghệ mới để có thể xử lý được vật liệu khó khăn này. Quay trở lại với ngọc lam, các nhà nghiên cứu khi mà họ nhìn những vật thể như là nephrite, tức là ngọc lam, được điêu khắc phức tạp và tinh xảo từ thời kỳ đồ đá mới của Trung Quốc, họ đã đưa ra một phỏng đoán có vẻ như là hợp lý nhất về cách mà những nghệ sĩ đầu tiên họ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này như thế nào. Họ phỏng đoán rằng các nghệ sĩ đã sử dụng két, dây và ống tre để làm những công cụ có thể cắt, tạo hình và đục lỗ ở trên miếng ngọc bội. Theo đó, có thể là những nghệ sĩ Trung Quốc, họ đã sử dụng những sợi dây, sau đó nhúng với két, rồi dùng để cắt những miếng ngọc. Việc này có thể được thực hiện bằng cách chạy dây qua một lớp cát mịn, tạo nên một công cụ sắc như là lưỡi cưa. Nó giúp giải thích cách mà họ có thể tạo ra những đường nét chính xác và tinh tế ở trên bề mặt đá. Nghiên cứu cũng đề xuất việc sử dụng ống tre có chứa két để đục lỗ ở trên ngọc. Cách này có thể thực hiện thông qua việc đặt két vào bên trong những ống tre và sau đó sử dụng nó như là một cái máy khoan. Công cụ này có thể đục lỗ ở trên ngọc bích. Tuy nhiên, quá trình có lẽ là đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, thời gian và sự khéo léo tinh tế, đặc biệt là khi làm việc với một loại đá có độ cứng cao như là nephrite. Tuy nhiên, điều quan trọng chúng ta cần lưu ý đó chính là quá trình này tốn rất nhiều thời gian và rất gian khổ, đòi hỏi người thợ phải kiên nhẫn và sở hữu tài nghệ siêu phàm để có thể xử lý một loại nguyên liệu cứng như là ngọc lam. Phải nói là họ thật sự là những người có tay nghề và tận tâm với nghệ thuật chế tác vào thời kỳ đồ đá mới. Ngay cả khi công cụ bằng đồng được phát minh ra, những người thợ điêu khắc họ vẫn phải đối mặt với những thách thức khi tạo ra những tác phẩm tinh xảo. Thay vì chuyển sang sử dụng kim loại để đục khoan, họ vẫn tiếp tục phải sử dụng những phương pháp mài mòn. Một phần lý do là để tiếp tục những truyền thống, một phần khác là một số vật phẩm đòi hỏi sự tinh xảo và linh hoạt ở trong kỹ thuật mà các công cụ đục khoan bằng đồng không thể nào hoàn toàn đáp ứng được. Do đó, mài mòn vẫn được coi là một phương pháp hiệu quả trong nghệ thuật điêu khắc, đặc biệt là khi nghệ sĩ muốn tạo ra những chi tiết có độ chính xác cao và nhẵn mịn. Các vật phẩm nghệ thuật, một số cái có thể cần những hình dạng đặc biệt, có thể nhìn xuyên qua, và những chi tiết điêu khắc phức tạp như là những miếng ngọc bội thời kỳ nhà Chu chúng ta đã thấy, đặc biệt là những chi tiết nhỏ thường được tạo thông qua phương pháp mài mòn. Ở vùng Đông Chu có một lăng mộ hoàng gia lớn đầy bí ẩn, nơi chứa đựng những miếng ngọc bội tuyệt đẹp của thời kỳ này. Trong số đó có một miếng ngọc bội nổi tiếng vì độ phức tạp và phẩm chất của nó.
một tác phẩm điêu khắc tinh xảo mà người ta vẫn ngưỡng mộ cho đến hàng thế kỷ sau. Bề mặt của miếng ngọc bội này đã phải trải qua quá trình mài mòn và đánh bóng tốn kém, tạo nên những hình xoắn ốc nổi lên một cách uốn lượn và tinh tế. Mỗi chi tiết nhỏ trên miếng ngọc bội đều thể hiện sự tận tụy của người điêu khắc, những bậc thầy, những nhân tài đã dành hàng trăm giờ để có thể hoàn thiện những đường nét và từng góc cạnh. Nhưng điều đặc biệt ở trên miếng ngọc bội này là ở mép rìa của miếng ngọc bội, bên ngoài lẫn bên trong đều có những hình ảnh, những con rồng tự do bay lượn. Chúng mang theo sự uy nghiêm và tôn nghiêm của các vị thần. Ở trong văn hóa của người Trung Quốc, rồng không chỉ là một sinh vật huyền bí, mà còn là tượng trưng cho sức mạnh, may mắn và quyền lực. Theo truyền thống, người Trung Quốc họ tin rằng rồng sống ở dưới nước và bay ở trên trời, nắm giữ khả năng tạo ra mưa và mang lại sự thịnh vượng. Vì vậy, hình tượng rồng không chỉ là một yếu tố trang trí, mà còn là sự kết nối với quan điểm thần thoại và cuộc sống hàng ngày. Rồng còn được xem như là một tượng trưng cho sức mạnh của những người cai trị, những người đứng hiên ngang giữa trời và đất. Họ là những người có thể thay đổi cả thế giới. Và việc điêu khắc những con rồng trên những miếng ngọc bội đòi hỏi sự tinh tế này có lẽ là được tạo ra cho những người như vậy. Chỉ với một cái nhìn, người ta có thể hiểu rằng những miếng ngọc bội này không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho sự thành thạo về tài năng của người điêu khắc vào thời kỳ nhà Chu. Họ đã vượt qua những thách thức trong việc hạn chế về kỹ thuật chế tác, cũng như là những nguyên liệu cực kỳ khó khăn để tạo ra những kiệt tác độc đáo. Đây là toàn bộ nội dung của tập này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trong phần mô tả của mỗi tập, mình luôn có để danh sách của toàn bộ các tập trong từng chủ đề. Nội dung được sắp xếp theo trình tự hợp lý và được chuẩn bị rất công phu. Mong các bạn ủng hộ bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn thích và chia sẻ video này. Mình là Dương, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong tập lần sau.